Theo tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba ngày 5 tháng 3, Tổng thống Donald Trump dự trù sẽ đề cử bà Jessie Liu, hiện là biện lý liên bang tại District of Columbia, DC, vào vị trí hàng thứ Ba ở Bộ Tư pháp. Nếu được Thượng viện chuẩn thuận, bà Liu sẽ giữ chức vụ phụ tá Bộ trưởng Tư pháp, tên tiếng Anh là Associate Attorney General, sẽ có trách nhiệm liên quan đến các cuộc tranh tụng dân sự, gồm cả các vấn đề về chống độc quyền kinh tế, vi phạm dân quyền và môi trường. Bộ trưởng Tư pháp, ông William Barr, xác nhận điều này trong bản thông cáo gửi tới báo chí, nói thêm rằng chính ông là người giới thiệu bà Liu đến Tổng thống Trump đề cử. Ông Barr nói, với những thành quả phục vụ công ích, nhất là trong lĩnh vực dân quyền và thi hành luật pháp, bà Liu sẽ có đóng góp quan trọng cho thành phần lãnh đạo tại Bộ Tư pháp. Chức vụ Associate Attorney General tại Bộ Tư pháp thường không liên quan đến các cuộc điều tra hình sự hay an ninh quốc gia. Chức vụ này hiện do ông Jesse Panuccio hiện tạm thời đảm nhận. Bà Liu hiện là biện lý liên bang ở Washington, DC kể từ tháng 9 năm 2017. Bà từng tốt nghiệp Đại học Harvard và trường luật ở Yale. Một điều rất hiếm thấy là trong thời gian điều trần trước Thượng viện, bà xác nhận rằng đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ biện lý. Trước đó, Tổng thống Trump cũng đã đề cử ông Jeff Rosen, ông này đang là Thứ trưởng Bộ Giao thông, được đề cử vào chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.